Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân dân lần thứ 42 sẽ chính thức khai mạc vào ngày 3 tháng 6 tới đây. Và đến thời điểm này thì các đội đã chuẩn bị sẵn sàng để bước vào thi đấu. Đội bóng bàn quân đội cũng đang nỗ lực tập luyện để cố giành thứ hạng. Câu lạc bộ bóng bàn quân đội từng nhiều năm khuynh đảo các giải đấu quân đội, trong đó sân chơi đỉnh cao nhất là giải bóng bàn vô địch quốc gia. Lần này, tham gia giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân dân lần thứ 42 tổ chức tại Nha Trang, Khánh Hòa, cả đoàn nỗ lực tập luyện với ý chí quyết tâm cao. Hiện tại đội bóng bàn quân đội cũng đang rất là tích cực để chuẩn bị cho giải vô địch quốc gia Báo Nhân dân lần thứ 42 tại Nha Trang, Khánh Hòa. Các vận động viên đang rất là háo hức, hăng say tập luyện, hy vọng là sẽ có một cái mùa giải mang cái thành tích tốt nhất cho cá nhân các bạn, cho đội bóng bàn quân đội cũng như thể thao quân đội nói chung. Ngoài những vận động viên kỳ cựu giàu thành tích, năm nay bóng bàn quân đội có lực lượng vận động viên trẻ giàu kỹ thuật. Tay vợt Nguyễn Hoàng Lâm, 18 tuổi, là gương mặt trẻ được tuyển chọn năng khiếu và đào tạo cơ bản tại đội bóng bàn quân đội. Đây cũng là một trong những gương mặt trẻ đầy triển vọng của đoàn quân đội tại giải năm nay. Giải năm nay em thi đấu tổng cộng 4 nội dung, đồng đội, đơn, đôi nam và đôi nam nữ. Mục tiêu của em năm nay là sẽ cố gắng hoàn thành thật tốt các chỉ tiêu mà các thầy và toàn đội đưa ra. Với nòng cốt vận động viên trẻ rất là nhiều, thì các bạn cần phải khắc phục những cái về điều chỉnh, về chiến thuật, về tâm lý, về cái bản lĩnh thi đấu, cái kinh nghiệm trong thi đấu là những cái mà cần phải cải thiện. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và bài bản, bóng bàn quân đội tự tin giữ vững những thành tích đã đạt được, cũng như củng cố thứ hạng ở các nội dung thi đấu khác. Toàn đội quyết tâm cống hiến những trận đấu đỉnh cao cho người hâm mộ bóng bàn khắp cả nước. Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 năm 2024 sẽ diễn ra tại thành phố Đà Nẵng trong các ngày từ 31 tháng 5 đến mùng 9 tháng 6 tới đây. Đến thời điểm hiện nay, mọi công tác chuẩn bị cho sự kiện này đã và đang được Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng kiểm tra rà soát, bảo đảm đúng kế hoạch. Đây là những công đoạn cuối cùng trong quá trình chuẩn bị cơ sở vật chất để sẵn sàng chào đón hơn 1.500 vận động viên quốc tế đến thi đấu tại Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 được thành phố Đà Nẵng đăng cai. Cùng Thể thao Tiên Sơn, nơi diễn ra lễ khai mạc, bế mạc của đại hội và là địa điểm thi đấu nhiều bộ môn cũng đang được gấp rút hoàn thiện công tác vệ sinh, trang trí. Các phòng họp và phòng chức năng cũng được chuẩn bị chú đáo. Trung tâm đã xây dựng kế hoạch để mà triển khai đầy đủ tất cả các hạng mục, các nội dung mà yêu cầu của ban tổ chức đại hội, thì đến nay cơ bản đã hoàn thành một số hạng mục và tiếp tục thực hiện tốt công tác vệ sinh, công tác cơ sở vật chất, chuyên môn phục vụ đại hội và công tác trang trí lễ đài xung quanh cung thể thao Tiên Sơn. Song hành cùng công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, việc tập luyện các chương trình phục vụ cho lễ khai mạc cũng đang được đơn vị tổ chức triển khai. Trong những ngày vừa qua thì em và các bạn trong đội nghi thức đã chuẩn bị rất là kỹ càng và cực kỳ chỉnh chu. Đối với tụi em cũng như là một vinh dự để được cùng mang cái văn hóa Việt Nam ra với các bạn bè của Đông Nam Á. Trang trí rất là mới mẻ và rất là đẹp. Có cờ, có hoa, ở đây là rất là sạch sẽ. Với cái không khí lễ hội như thế này thì em nghĩ rất là vui, rất là hào hứng. Rất là chờ để đi cổ vũ các đội tham gia thi đấu lần này ạ. Gần 100 cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng cảnh sát giao thông cũng được huy động để tham gia các phương án dẫn đoàn, đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại nơi diễn ra các hoạt động thi đấu, di chuyển của vận động viên. Dự kiến sẽ có hàng nghìn vận động viên, huấn luyện viên, cổ động viên có mặt tại thành phố đáng sống trong dịp này. Đây là một ngày hội thể thao mang tầm khu vực, được kỳ vọng sẽ tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa các quốc gia Đông Nam Á, đồng thời quảng bá và lan tỏa những giá trị văn hóa của Việt Nam. Thưa quý vị, là bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt, Bệnh viện Bạch Mai đã chuyển giao kỹ thuật hỗ trợ chuyên môn cho gần 200 bệnh viện của các tỉnh phía Bắc. Từ các đề án khám chữa bệnh từ xa, đề án xây dựng các bệnh viện vệ tinh, đề án 1816 đã mang lại những hiệu quả thiết thực với ngành y tế, hiệu quả thực tiễn với nhiều người bệnh ở nhiều địa phương. Những năm qua, Bệnh viện Bạch Mai đã chủ động trong công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến, chuyển giao kỹ thuật và luân phiên cán bộ, đặc biệt đã ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện về phát triển y tế với nhiều tỉnh, thành phố, quân chủng hải quân, các bệnh viện tuyến cuối của Bộ Công an, Đại học Y Hà Nội, Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia, Đại học Y Thái Nguyên, Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, hiệu quả đem lại rất rõ nét. Chúng tôi đã đúc rút được rất là nhiều các cái kinh nghiệm trong cái việc mà triển khai các dự án
ngày càng hiệu quả hơn. Chúng tôi căn cứ vào cái nhu cầu của các cái địa phương, khảo sát thực tại, xem cơ sở y tế của tỉnh A hay tỉnh B, cơ sở A hay cơ sở B, người ta cần cái gì, người ta thiếu cái gì, người ta yếu cái gì, và mình tư vấn cho người ta nên đầu tư vào những lĩnh vực nào, đào tạo những lĩnh vực nào. Triển khai đề án 1816 năm 2024, Bệnh viện Bạch Mai được Bộ Y tế cấp kinh phí 4 tỷ đồng để triển khai các hoạt động chỉ đạo tuyến, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ chuyên môn, khám chữa bệnh từ xa.